Kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giây sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kẹt xe kéo dài sau cơn mưa lớn chiều tối qua. Những ruộng nước vùng cao tuyệt đẹp mùa lúa chín ở Hà Giang. Cho phép đi tìm vàng để thu hút khách du lịch ở Australia. Và thua đậm áo một năm, rạng sáng nay Na Uy vẫn dẫn đầu bảng B3 Nation League. Tại thành phố Hồ Chí Minh chiều 13 tháng 10, sau cơn mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ, quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Thủ Đức ngập lụt kẹt xe kéo dài khoảng 5 km. Theo ghi nhận, khoảng 15 giờ chiều, cơn mưa lớn bắt đầu trên địa bàn thành phố Thủ Đức, khiến một số tuyến đường trũng thấp bị ngập nặng. Nhiều phương tiện chết máy, người dân di chuyển khó khăn. Tại đoạn ngã ba đường Lê Thị Hoa, tỉnh lộ 43 và ngã ba đường Bình Chiểu thuộc phường Tam Bình, nhiều xe máy, ô tô bị mắc kẹt do ngập sâu. Lực lượng chức năng cũng có mặt hỗ trợ phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân tránh các cống rãnh gây nguy hiểm. Trên quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Thủ Đức, tình trạng kẹt xe kéo dài khoảng 5 km từ chân cầu vượt Sóng Thần đến dòng xoay cầu vượt Bình Phước. Xe máy, ô tô nối đuôi nhau xếp hàng dài, nhiều phương tiện chọn cách quay đầu để tìm hướng khác di chuyển. Tại Bình Dương, mưa lớn kéo dài cũng đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều tuyến đường, nhiều khu vực nước chảy xiết đã cuốn trôi nhiều xe máy. Tại thành phố Tân Uyên, đoạn đường DT746 từ vòng xoay thành phố Mới đến nhà thờ Bến Sắn bị ngập sâu gần nửa mét. Nhiều xe máy bị cuốn trôi. Hình ảnh đẹp là đã có một bác tài ô tô chủ động chặn dòng nước giúp người dân di chuyển đến nơi an toàn. Hình ảnh bác tài chặn dòng nước được người dân quay lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi về hành động đẹp. Không chỉ Tân Uyên mà các thành phố khác như Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Bến Cát và huyện Dầu Tiếng cũng ghi nhận tình trạng ngập úng cục bộ. Tại Thủ Dầu Một, một cây xanh trên đường 30 tháng 4 đã bật gốc, đè lên một quán ăn ven đường nhưng không có thương vong. Theo lãnh đạo tỉnh Bình Dương, nguyên nhân chính của tình trạng ngập úng là do hệ thống thoát nước đô thị chưa hoàn thiện, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Tỉnh đang tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống thoát nước để giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra. Thưa quý vị, đợt triều cường cao nhất năm 2024 tại miền Tây Nam Bộ sẽ đạt đỉnh vào con nước rằm tháng 9 âm lịch sắp tới, tức khoảng từ ngày 18 đến 20 tháng 10, mực nước sẽ cao hơn đỉnh triều cường mùng 1 tháng 9 âm lịch vừa qua. Hiện nay, các nhà vườn trồng cây ăn trái đang tăng cường công tác gia cố bờ bao, cống đập nhằm bảo vệ an toàn cho vườn cây có giá trị kinh tế cao. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai, nơi có gần 1.000 hecta sầu riêng đang giai đoạn làm bông. Với 7 tiểu vùng có hơn 800 hecta vườn cây ăn trái có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, nhãn, mít, người dân xã Phú Hữu đã chủ động cho phương tiện cơ giới vào để gia cố bờ bao các tiểu vùng. Theo dự báo, mực nước tới sẽ cao hơn đỉnh triều cường mùng 1 tháng 9 âm lịch vừa qua từ 10 đến 20 cm. Địa phương cũng đang tiếp tục gia cố, vận động người dân bố trí máy bơm ở nơi xung yếu. 3 ngày nữa nước mùng nó thấp thì sẽ tiếp tục đưa một phương tiện của bè vô để gia cố những cái điểm xung yếu phòng chống cái đợt triều cường rằm tháng 9 và 30 tháng 9. Đã gia cố rồi, tuy nhiên thì ngoài các cái điểm đã gia cố thì địa phương cũng phải chủ động rà soát lại các ô bao còn lại với cái mức nước mà dự báo sẽ lên tầm khoảng 2 tấc đối với các cái khu vực phía Nam và các cái khu vực của vùng đồng thấp 10. Chủ động thực hiện các giải pháp để bảo vệ an toàn cho các vườn cây ăn trái trước đợt triều cường lớn nhất năm là rất cần thiết, đặc biệt là diện tích sầu riêng đang trong giai đoạn làm bông và rất nhạy cảm với nước. Những ngày đầu tháng 10, những thửa ruộng bậc thang ở thôn Xà Phình, xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, Hà Giang khoác lên mình tấm áo mới vàng ống ả và khung cảnh tuyệt đẹp giữa núi rừng này đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chụp ảnh. Xà Phình là thôn vùng cao của xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, cách thành phố Hà Giang khoảng 20 km, nằm dưới chân dãy Tây Cung Lĩnh có độ cao trên 1.000 m. Thời điểm cuối tháng 9 đầu tháng 10, khi lúa đã ngả màu vàng óng ả trên những thửa ruộng bậc thang, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp giữa núi rừng trùng điệp. Để ngắm mùa lúa chín tuyệt đẹp tại đây, du khách xuất phát từ cầu treo thôn Khủy Mi, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang, đi tiếp 10 km theo sườn đông dãy Tây Cung Lĩnh, qua rừng chè sang tuyết cổ thụ, rừng cọ và những con dốc uốn lượn. Thôn Xà Phình với vẻ đẹp hoang sơ và văn hóa độc đáo là điểm đến lý tưởng cho những người đam mê khám phá và tìm hiểu cuộc sống và văn hóa của đồng bào người Dao.
mùa lúa chín cũng là thời gian thôn Xà Phình có đông du khách ghé thăm nhất trong năm. Du khách đến đây để tận hưởng không khí trong lành và lưu lại những bức ảnh ruộng bậc thang vào sáng sớm hoặc hoàng hôn. Từ trên cao phóng tầm mắt ra xa, du khách sẽ thấy một màu vàng của lúa chín hòa quyện với cây xanh tạo nên một bức tranh khổng lồ. Dành 10 năm để sưu tầm các mô hình thật, một người sưu tầm ở Hải Phòng đã biến nó thành bộ sưu tập khổng lồ lên đến hơn 2.000 mô hình tính đến thời điểm này. Nhưng chưa dừng lại ở đó, người chủ của bộ sưu tập khổng lồ này không ngừng cập nhật và biến cả ngôi nhà của mình trở thành quán cà phê để những người đam mê các mô hình có thể gặp gỡ, chia sẻ đam mê của mình. Trong gian nhà rộng hơn 500m², tràn ngập hàng ngàn mô hình thu nhỏ các nhân vật siêu anh hùng, nhân vật game. Tất cả đều là mô hình thật chính hãng và được chính chủ cẩn thận chọn lựa, sắp xếp và trưng bày như một bảo tàng ngay trong quán cà phê của mình. Cả mọi con mình sưu tầm thì mình đều có profile của từng con một và mua ở đâu và kỷ niệm như thế nào, mình đều lưu giữ lại hết và mình trân trọng từng con một. Những người sưu tầm như bọn mình ấy thì là ngoài cái vấn đề là về kinh tế, thời gian thì cũng cần phải có đam mê. Có đam mê thì khi các bạn nuôi dưỡng đam mê của mình thì sau này các bạn sẽ có thể làm được nhiều việc khác có ích cho xã hội hơn. Từ cuối tháng 4 năm 2024, sau khi được trao kỷ lục Việt Nam là nơi trưng bày chính hãng các nhân vật siêu anh hùng game, nhân vật điện ảnh có số lượng nhiều nhất, 1679 mô hình, Alien Cafe không chỉ đơn thuần là quán cà phê mà còn là nơi hội tụ những người đam mê mô hình cả nước mỗi khi đến thành phố Hải Phòng. Ở phần an ninh trật tự sáng nay, khởi tố hai chủ cơ sở làm giá đổ ủ hóa chất độc hại bán cho người dân. Và công an Hậu Giang bắt 4 đối tượng tổ chức đánh bạc trên mạng Internet. Ngày 13 tháng 10, Công an thành phố Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 2 bị can, đều là chủ cơ sở sản xuất giá đổ đã ủ hóa chất độc hại đến an toàn thực phẩm của người dân. Trước đó, đơn vị tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ của ông Vũ Văn Tuấn, 29 tuổi, làm chủ, địa chỉ 915 Quang Trung, và cơ sở sản xuất giá đỗ của ông Đào Văn Lập, 35 tuổi, chủ cơ sở tại 14 Đặng Thùy Trâm, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an thành phố Quảng Ngãi đã phối hợp đơn vị chức năng tiến hành thu mẫu giá đỗ hóa chất sử dụng trong sản xuất giá đỗ và phát hiện hóa chất kích thích tăng trưởng. Trước đó, vào tháng 3 năm 2024, chủ hai cơ sở Vũ Văn Tuấn và Đào Văn Lập cũng đã bị Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi phạt mỗi cơ sở 40 triệu đồng về hành vi sử dụng chất, hóa chất ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm và đình chỉ hoạt động sản xuất giá đỗ trong thời hạn 2 tháng. Trước hành vi tái phạm, coi thường pháp luật, tính mạng, sức khỏe người dân, Công an thành phố Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố Vũ Văn Tuấn và Đào Văn Lập về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang vừa khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can cùng với tội tổ chức đánh bạc. Các bị can bị khởi tố và bắt tạm giam gồm Nguyễn Minh Dừa, Bành Ngọc Mỹ, Lý Anh Tuấn cùng thường trú huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, Huỳnh Ngọc Xui, thường trú huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Tất cả các bị can bị bắt cùng tội tổ chức đánh bạc với hình thức tạo trang mạng đá gà trực tuyến không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, lấy kèo cá độ bóng đá trên các trang cá cược bóng đá trên mạng giao cho người khác tham gia đánh bạc. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Công an tỉnh An Giang cho biết đang mở rộng điều tra vụ án tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng. Vụ án này được phát hiện vào ngày 2 tháng 6 vừa qua. Đến nay, công an đã bắt giữ thêm Dương Thành Đông, sinh năm 1996, trú quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, về hành vi tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trong quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 3 năm 2024, sau khi được Lê Thanh Xuyên, sinh năm 1990, trú thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, nhờ mua một khẩu súng rulo, Đông lên mạng tìm kiếm đặt mua một khẩu súng rulo giá 4 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền thanh toán, 3 ngày sau, Đông nhận được khẩu súng cùng đạn đem về nhà cất giấu. Chiều cùng ngày, Đông đem khẩu súng đến nhà giao cho Xuyên và nhận lại số tiền mua súng. Ngày 2 tháng 6, trong lúc Xuyên bán ma túy thì bị công an thành phố Long Xuyên bắt quả tang. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Xuyên, phát hiện thu giữ khẩu súng rulo cùng 7 viên đạn và 3 vỏ đạn. Theo kết quả giám định, khẩu súng rulo trên là vũ khí quân dụng, còn 7 viên đạn và 3 vỏ đạn là đạn thể thao. Ngày 27 tháng 8, Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Xuyên về tội tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng. Điều tra mở rộng vụ án, ngày 12 tháng 10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh bắt giữ Đông. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Công an huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện liên tiếp hai vụ vận chuyển hàng cấm, thu giữ gần 400 kg pháo hoa nổ. Theo đó, trong lúc tuần tra tại đường Liên Thôn thuộc địa phận thôn Sa Rút, hướng Hiệp, Đắk Rông, Quảng Trị, Công an huyện Đắk Rông phát hiện đối tượng Lê Thế Như, sinh năm 1994, trú tại thôn Tân Thuận, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, điều khiển xe máy theo hướng từ thôn Phú An sang thôn Sa Rút, tiến hành dừng đón, kiểm tra. Công an huyện đã lập biên bản thu giữ khoảng 210 kg pháo hoa nổ. Tiếp đó, cũng tại km 42 914 quốc lộ 9 thuộc thôn Khe Ngài, xã Đắk Rông, huyện Đắk Rông, Công an huyện Đắk Rông phát hiện Đặng Minh Huân, sinh năm 1996, thường trú thôn Lê Sơn Nam, Hòa Tiến, Hòa Giang, thành phố Đà Nẵng, đang di chuyển theo hướng Khe Sanh, Đông Hà, vận chuyển khoảng 170 kg pháo hoa nổ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Rông đã thụ lý điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ở phần thế giới cập nhật sáng nay, SpaceX thử nghiệm công nghệ thu hồi tên lửa. Và nhiều bộ sưu tập mới ở tuần lễ thời trang Ấn Độ. Ngày 13 tháng 10, SpaceX đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm lần thứ 5 của tên lửa Starship từ bang Texas, Mỹ. Ở lần phóng này, gã khổng lồ trong lĩnh vực du hành vũ trụ cũng cho thử nghiệm công nghệ mới trong thu hồi tên lửa đẩy. Starship được phóng lên bởi tên lửa đẩy Super Heavy cao 71m vào lúc 7 giờ 25 phút sáng theo giờ địa phương từ cơ sở phóng Boca Chica. Quá trình phóng đã được phát trực tiếp trên trang mạng xã hội X của hãng. Trong lần bay thử này, Starship được hướng đến khu vực Ấn Độ Dương phía Tây Australia. Sau khi đến vị trí này, tên lửa sẽ thực hành nhập lại do bầu khí quyển và hạ cánh trên mặt nước. Sau khi đạt độ cao khoảng 74 km, tên lửa đẩy Super Heavy đã tách khỏi Starship. Trong quá trình hạ cánh, Super Heavy được hai cánh tay robot gắn ở tháp phóng bắt được chính xác và đưa về đúng vị trí phóng ban đầu. Đây cũng chính là công nghệ thu hồi tên lửa mà SpaceX muốn thử nghiệm trong lần bay thử này. Hiện tại, SpaceX đang tập trung đẩy mạnh các kỹ thuật này. Công ty này cho biết việc tái sử dụng nhanh chóng các bộ phận tên lửa là thiết yếu vì nó giảm đáng kể thời gian và chi phí, đưa hàng hóa hoặc tàu chở người lên quỹ đạo trái đất và không gian. Cứ vào mùa chim thiên di, mỗi đêm có hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn con chim va chạm vào các cửa sổ của các tòa nhà cao tầng tại thành phố Chicago của Mỹ. Để giảm thiểu những vụ việc này, thì các nhóm hoạt động trong thành phố đã thực hiện nhiều biện pháp thay đổi thiết kế cửa sổ. Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã DuPage mỗi năm tiếp nhận khoảng 10.000 động vật hoang dã cần phục hồi sức khỏe, trong đó chủ yếu là chim và nhiều con vật khác cũng là nạn nhân của va chạm cửa sổ. Theo những người cứu hộ, phần lớn các loài chim di cư được sinh ra tại khu vực thư dân ở Canada và không quen tiếp xúc với những đô thị phát triển như Chicago. Do đó, chúng dễ bị mất phương hướng khi di chuyển vào ban đêm qua các khu vực này do ô nhiễm ánh sáng. Tuyến đường qua Chicago lại là tuyến đường di cư trọng yếu của nhiều loài chim tại Bắc Mỹ. Người dân được kêu gọi đóng rèm lại, nhờ đó ánh sáng thoát ra ngoài ít hơn. Và chúng tôi cũng đã triển khai dán các tấm phim có chấm lên cửa sổ, nhờ đó các loài chim nhận biết được chướng ngại vật dễ hơn. Để dán phim lên hết các cửa sổ trong thành phố, các nhóm giải cứu này đã chi tổng cộng 1,2 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, các nhóm hoạt động cũng đang tìm cách kêu gọi chính quyền địa phương cải thiện thiết kế nhà ở, hệ thống chiếu sáng của các tòa nhà trong thành phố. Một trong những trải nghiệm thú vị đang gây sốt gần đây ở Australia là thu hút du khách đến tìm vàng. Nhiều du khách đã đổ xô đến thị trấn Claremont, Queensland để tham gia thử thách săn vàng thú vị này. Giá vàng ở Australia đang tăng vọt và thị trấn Claremont đang nhận được nhiều lợi ích từ thị trường này. Ông Mark Craft đã biến niềm đam mê tìm kiếm vàng của mình thành công việc bằng cách tổ chức các tour du lịch ở Claremont, trung tâm vàng của Queensland. Việc đào đải vàng khiến nhiều người dễ say mê. Không có tiếng ồn từ các phương tiện hay trong thành phố. Ở đây chỉ nghe thấy tiếng ồn ào của máy dò kim loại. Giá vàng tăng mạnh, do đó các tour du lịch ở thị trấn Claremont cũng tăng theo. Những người tìm kiếm đào đải vàng đã mang lại khoảng 1 triệu đô la Australia, tức khoảng 670.000 đô la Mỹ mỗi tuần cho nền kinh tế địa phương ở đây. Bởi vì họ phải chi tiền cho nhiên liệu xăng, chỗ ở, tất cả các thiết bị của họ đến đây để tìm kiếm vàng cho riêng mình. Đa số những miếng vàng các du khách tìm kiếm là vàng cục nhỏ, nằm rải rác trong khu rừng của tour du lịch.
Tại đây mọi người chia nhau ra, dùng thiết bị dò và bắt đầu công cuộc hành trình đi săn vàng của mình. Nhiều du khách chia sẻ đây là một hoạt động vô cùng thú vị và mang lại nhiều sự hào hứng cho những người có sở thích truy tìm những thứ quý giá. Shinkansen là hệ thống tàu điện cao tốc với mạng lưới đường sắt rộng khắp Nhật Bản. Không chỉ là biểu tượng cho sự tiên tiến và đẳng cấp trong lĩnh vực giao thông đường sắt, Shinkansen còn gây ấn tượng bởi tính đúng giờ, sự an toàn và khả năng dọn dẹp tàu siêu tốc chỉ trong vòng 7 phút ở mỗi ga. Với mũi tàu hình dáng khí đồng học của máy xuyên qua không khí mà không phát ra một tiếng động, chuyến đi từ Tokyo tới Kyoto chỉ diễn ra trong 2 giờ 19 phút. Việc đúng giờ của mỗi chuyến tàu khởi hành chuẩn tới từng giây. Tôi chưa từng thấy một chuyến tàu nào như thế này. Đây là thiết kế mang dấu ấn của tương lai. Công việc ở tuyến tàu này không chỉ ở những người vận hành, đó còn là nơi làm việc bận rộn của 494 thành viên đội vệ sinh Tokyo. Tàu chỉ dừng ở ga 12 phút, trong đó mất 3 phút để hành khách lên tàu. Mỗi đội 22 nhân viên vệ sinh chỉ có vỏn vẹn 7 phút để chuẩn bị tất cả 1.615 toa trước khi tàu khởi hành đi Kyoto. Công việc của chúng tôi bao gồm đổi hướng ghế ngồi, lau sàn, kiểm tra ghế và thu gom rác. Với khoảng thời gian ngắn ngủi, các nhân viên dọn vệ sinh đã hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ và hiệu quả đáng kinh ngạc. Công việc của họ trở thành hiện tượng được truyền thông đưa tin với tiêu đề Phép màu 7 phút. Tại tuần lễ thời trang Lakme 2024 ở Ấn Độ, khách tham quan đã chứng kiến nhiều bộ sưu tập sáng tạo. Các buổi trình diễn nổi bật có thể kể đến những bộ sưu tập của hai nhà thiết kế Bajaj Singhan và Ankur Verma. Tuần lễ thời trang lần này có sự hợp tác của Hội đồng Thiết kế Thời trang Ấn Độ. Tinh thần chính của các buổi diễn là thúc đẩy thời trang bền vững. Trong show diễn của nhà thiết kế Bajaj Singhan, người xem được chiêm ngưỡng nhiều trang phục lễ hội sành điệu, nhưng không kém phần táo bạo nhờ các nét chấm phá đương đại. Bên cạnh đó, màn múa truyền thống Ấn Độ cũng tạo nên điểm nhấn của buổi diễn. Còn ở bộ sưu tập của Ankur Verma, nhà thiết kế giới thiệu nhiều trang phục được làm từ các chất liệu tự sản xuất như khadi và cotton. Nguồn cảm hứng độc đáo của bộ sưu tập thì đến từ các khuyết điểm của con người như nếp nhăn, tàn nhang hay các địa điểm khác của khuôn mặt. Tất cả được thể hiện một cách tinh tế. Sau khi đem đến nhiều bộ sưu tập sáng tạo, tuần lễ thời trang Lakme 2024 kết thúc vào hôm qua ngày 13 tháng 10. Ở phần thể thao và thông tin cập nhật, Sabalenka lần thứ 3 liên tiếp đăng quang Vũ Hán mở rộng. Và Kenya tiếp tục thống lĩnh các vị trí đầu ở Marathon Chicago. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay với những thông tin cập nhật trong ngày. Kính chào tạm biệt.